Lau giường, lau giường, lau laptop, ồ lộn, lau máy tính chứ, lau laptop là hư laptop luôn á. Lau thùng CPU nè, lau bàn phím nè, lau con chuột, lau cái màn hình, lau giường cho thằng núp luôn. Đó. Rồi bây giờ thì phải cọ rửa toilet nữa. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang gọi là vệ sinh nhà cửa để đêm nay đón giao thừa các bạn. Tại vì hôm nay là 30 rồi mà mình vẫn còn bệnh rồi. Tội nghiệp lên men không? Thôi bây giờ giỡn thôi. Bây giờ thì mình sẽ cọ rửa toilet cái đã. Chui chui đập cái toilet luôn rồi. Ok, cọ rửa. Rồi, ok, cọ rửa toilet rồi. Ui trời mưa rồi các bạn ơi, sao mà xui vậy? Bây giờ thì mình sẽ phải mở nước này ra. Rồi, để mình lau cái bồn rửa tay đã sạch sẽ cái. Cuối cùng cũng xong công việc rồi các bạn ơi. Trời cũng đã hết mưa rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái này ra cho chó sói nó ăn. Ok, chó sói nó ăn rồi. Thôi cắt vô lại đi. À, rồi bây giờ thì mình sẽ lựa quần áo để mình mặc coi. Có màu xanh nè, màu xanh lá, màu xanh dương, màu đỏ BD, rồi màu này màu gì không biết, rồi màu tím mộng mơ, màu hồng nam tính, màu vàng không biết gì luôn, cũng có màu đỏ BD nữa nè, quá trời luôn, có giày nè. Nhưng mà thôi mình không có chọn mấy cái đồ này đâu, tại vì mình là Lenderman, mình chỉ có một bộ đồ, đó chính là bộ đồ vest này thôi. Ok, rồi thôi bây giờ mình cắt cái này vào. Ok, nãy giờ mình thấy có nhiều người đứng ở ngoài đây làm cái gì á mình không biết nữa các bạn. Nhưng mà thôi bây giờ mình đã xong hết rồi, mình sẽ đem cái này đi lì xì cho mọi người. Hè, đem kim cương lì xì cho mọi người nè. Có bạn fan nào muốn mình lì xì không? Hãy nhớ comment ở dưới để mình lì xì kim cương cho nè. Quá trời luôn nè các bạn. Thôi lụm vô để con chó sói này nó thấy nó lụm của mình nữa, nó tặng bạn gái nữa các bạn. Ok, thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài. Để mình hỏi mấy người. Sao mà bữa nay mấy người này đứng ở đây đông vậy ta? Wow, có bàn nè, có bánh kem nè. Ủa mấy người này hình như người ta đang ăn tiệc hay sao bạn? Có cái dừa, có cái này gọi là cái bàn màu hồng nam tính của mình. Ok, ý có nước ngọt nữa các bạn. Người ta uống nước ngọt nữa nè. Đâu rồi, có chai. Wow, có mấy chai nước ngọt nè. Nước ngọt hiệu Slam, Slam Soda. Ok, để mình hỏi vài người ở đây coi có ai. Anh ơi anh, em cho em hỏi là tại sao hôm nay dân làng của mình tập trung ở đây đông vậy anh? Tí nữa là tụi mình được ăn rồi đó. Mấy bạn kia người ta có bánh kem hết. Ủa, ô Tên là bên. Ủa, sao giờ này cậu mới ra? Ủa, tôi nhớ là hồi sáng có người qua kêu cậu ra đây mà. Cái gì, cậu hỏi gì kỳ vậy? Làng mình làm gì hả? Trời ơi, hồi sáng người ta đã thông báo là làng mình hôm nay là tổ chức ăn Tất Niên, rồi đón tối nay đón giao thừa luôn. Mà sao giờ cậu này còn đứng ở đây hỏi gì? Thôi vô bàn đi, cái bàn màu hồng nam tính của cậu đằng kia kìa. Mà khoan, bình thường là cậu đi chung với ông thợ rèn mà. Ủa, ông thợ rèn đâu, sao cậu không kêu ông ra đây luôn? Dạ, em với ông thợ rèn đâu có liên quan gì với nhau đâu. Bình thường em đi có một mình em à. Còn ông thợ rèn ông đi với thằng núp không chứ ông có đi với em đâu. Chắc anh lộn rồi đó. Với lại em với ổng không có liên quan với nhau hết đó. Cho nên là ổng được mời rồi mà ổng không ra thì ổng ráng chịu. Còn bây giờ em mới biết là làng mình tổ chức tất niên, rồi anh cũng mời em nữa. Thôi em ra bàn của em. Còn ổng thợ rèn ổng không ra, kệ ổng đi anh ơi, đừng quan tâm tới ổng. Có nói thiệt không? Tôi thấy cậu nói mà ngượng ngượng sao á. Thôi, hiểu rồi. Chắc là cậu với ổng giận nhau gì. Chứ mấy lần trước tôi thấy cậu với ông thợ rèn với thằng nấp đi chơi chung với nhau mà. Thôi, đừng có giận ổng. Có gì bỏ qua cho ổng đi. Cuối năm rồi, rồi ngày mai là Tết rồi. Mà giận nhau gì. Thôi bây giờ cậu bỏ qua cho ổng đi. Rồi cậu qua nhà ổng, mời ổng ra đây ăn uống chung với mọi người trong làng cho vui. Chứ giờ cuối năm mà giận nhau chi cho nó mệt mỏi. Giờ sao đây các bạn? Mình có nên qua mời ông thợ rèn qua đây ra đây ăn không? Mà mình với ổng đang giận nhau mà giờ sao đây ta? Thôi, nghe lời cái anh dân làng này đi. Anh nói đúng á, là bây giờ á Tết rồi, giận nhau chỉ cho mệt. Thà mình nó vui vẻ làm huề với ổng rồi hả, Tết vui vẻ ra đây ăn uống với mọi người trong làng. Mình thấy vậy hay đó. Thôi, mình sẽ tha thứ cho ông thợ rèn, mình sẽ qua mời ổng. Thôi, vậy bây giờ em qua mời ông thợ rèn ra đây ăn chung với mọi người nha. Anh đợi em tí. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhà ổng mời ổng nha các bạn. Ở đây còn rất là nhiều người dân làng người ta chưa ra nữa nè, tại vì mình thấy còn mấy cái bàn trống á. Ông thợ rèn ơi, ông thợ rèn ơi, ông thợ rèn ơi. Ủa, cái đeo của ổng rồi. À chắc là ổng cắt rồi. Ủa, cái lò nướng của ổng rồi. Chắc là ổng cắt luôn rồi á, chắc Tết rồi ổng cắt không làm nữa. Ủa bàn máy tính. Ủa, sao ông thợ rèn ơi, ông bị làm sao vậy? Sao ông lại ngồi dưới đất vậy? Rồi rồi máy tính của ông đâu hết rồi? Rương 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 đồ của ông cũng không có gì luôn. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Buồn quá à. Tết đến nơi rồi mà trong nhà không có món đồ nào hết á, rồi không có tiền luôn, không có tiền để mua sắm gì hết á. Mất hết kim cương rồi. Ai ai
Dạ, ông ơi, ông bình tĩnh đi, ông đừng có đuổi con hôm nay con qua đây là con có ý tốt mà, con không có phải là hại ông hay là cho anh ông gì đâu. Hôm nay là con qua đây là con muốn mời ông á ra ngoài, cái dân làng của mình đang tập trung ở ngoài, người ta đang chuẩn bị mở tiệc của ông nên ông con mời ông ra ra ngoài qua ngoài ăn. Mà ông ơi, ông làm gì mà ông buồn vậy? Ông đừng có giận con nữa mà, con xin lỗi hơn lần trước con lỡ cho anh ông. Ông nói làm sao? Ông không không có mắc hết kim cương rồi, ông không mua sắm được chi hả? Ừ đúng rồi đó, tao mắc hết kim cương rồi, mà cái người mà lấy kim cương của ta chính là cậu đó. Thôi cậu đi về đi, ta không có ăn cây gì nữa, cậu đi về đi, cậu nhìn nhà của ta đi, ta đã bán hết đồ rồi để hả chuẩn bị xây nhà mới, mà cuối cùng cậu đã lấy hết rồi. Thôi cậu đi về đi, đừng đừng có tới nhà ta nữa, đi về đi. Dạ, con xin lỗi ông. Đúng là con lấy số kim cương của ông, nhưng mà cái số kim cương á, con lấy con cho mấy người trong dân làng hết rồi. Còn cái số kim cương lần trước á, là thực ra là ông trưởng làng cho con để con mua xe hơi, chứ đâu phải là con lấy của ông đâu. Thôi bây giờ á, con có đem một số kim cương để con đi lì xì cho mọi người nè. Thôi bây giờ á, con cho ông nè, con trả lại cho ông đó. Ông lấy tiền này, ông xây nhà mới đi, rồi ông ăn Tết, rồi ông đi ra ngoài với con ăn tiệc với mọi người nha ông. Ôi nhiều kim cương quá thì thôi được rồi cậu biết xin lỗi nhận lỗi vậy là tốt đó cậu có trả lại số kim cương cho ta thôi ta cảm thấy là hết giận cậu rồi đó thôi bây giờ cậu với ta đi ra ngoài ăn tiệc với mọi người chơi vui vẻ đi cũng sắp Tết rồi đêm giao thừa rồi ta cũng không có muốn là giận cậu đâu thôi được rồi hai ông cháu mình đi ra ngoài ăn tiệc đi. Cuối cùng thì hai ông cháu hết giận nhau rồi nha. Thôi hai ông cháu Tết rồi, vui vẻ nhau đi. Có bánh kem nè, con mời ông thợ rèn ăn bánh kem, mời lên đây ăn bánh kem. Rồi có nước ngọt nè, uống cái gì kêu á, dân kêu tôi lấy cho. Rồi hai người ăn đi, ăn bánh kem đi. Dạ em cảm ơn anh dân làng nhiều nha. Nhờ có anh á mà em với ông thợ rèn hết giận nhau rồi. Tết năm nay là em với ông thợ rèn với thằng núp sẽ đi chơi với nhau anh. Thôi bây giờ anh ăn bánh kem đi nha. Dạ con mời ông thợ rèn ăn bánh kem. Ông thợ rèn ăn bánh kem đi. Hôm giờ á, ông hết giận con rồi, con vui quá à. Rồi bây giờ ông ăn bánh kem đi ông. Để bánh kem tí là lát nó chảy ra hết, tại đang trời rất là nắng nè. Ông ăn đi ông. Bánh ngon ghê luôn anh. Trời ơi, em ăn quá trời no luôn nè. Ông thợ rèn ông bị làm sao vậy? Ông bị đau bụng hả? Ủa anh dân làng ơi, ông thợ rèn bị cái gì đau bụng quá trời nè. Ông ơi, ông bị cái gì mà ông đau bụng vậy? Ông bị làm sao vậy? Lên trên
Ngươi đã bị ta lừa rồi Lenderman à. Bây giờ là ngươi sẽ bị mắc bẫy của ta. Đây chính là cái bẫy ta đã dành rất là lâu rồi. Bây giờ ta sẽ hạch cho ngươi lại để coi ngươi sẽ như thế nào. Lên nào, lên trên. Trời đã mưa rồi. Không sao. Mình sẽ làm được. Rồi, thấm vào đây. Hố lava đã rất là sâu rồi. Tiếp theo bây giờ, ôi, có một người dân làng. Chết rồi, người dân làng bây giờ sao? Nó đã thấy rồi, không để nó được. Nó mà thấy được là nó sẽ báo cho thằng Leatherman. Phải cho nó xuống đây mới được. Cho nó xuống đây. Mày xuống đây. Đi xuống. Người đã bị ta tiêu diệt rồi, dân làng à. Tiếp theo, sẽ đặt TNT vào đây. Đặt vào đây. Rồi, bây giờ thì chỉ cần đặt cát vào đây. Và một cái bàn dặm ở đây. Ha ha, tiêu diệt thằng này luôn. Thằng này nó đã đứng đây, nó thấy nãy giờ rồi. Tiêu diệt. Mày nè. Đứng ở đây thấy hả? Được rồi, bây giờ đợi thằng Lenderman về và dính bẫy thôi. Thôi đi ra, để nó nghi ngờ. Đi ra nhìn lên. Rồi, cắt mấy đồ này vào. Cắt vô. Lenderman. Thì ra là ta bị đau bụng chứ không phải là ăn bánh này bị trúng. Cuối cùng ta đã đi vệ sinh xong rồi là Lenderman. Dạ, vậy con chúc mừng ông nha. Còn bây giờ tới lượt con bị đau bụng rồi. Thôi con xin phép con về nhà con đi vệ sinh cái nha. Ui da mạ ơi, đau bụng quá. Ui lẹ lên, sắp ra quần rồi. Chết rồi, sắp ra quần. Trời ơi. Xém tí là ra quần rồi các bạn ơi. Mình chắc chắn luôn là mình ăn cái bánh kem đó mình bị chắc chắn luôn. Ông thợ rèn ổng ăn ổng cũng bị luôn. Trời ơi thiệt tình ơi, hên là nhà mình gần đây chứ không là mình ra quần rồi. Ok thôi, đi vệ sinh mệt quá, thôi vô giường nằm nghỉ tí cho nó khỏe đi. Rửa tay cái đã. Ok tắt máy tính, nãy giờ máy tính chưa tắt nữa. Vô giường nằm nghỉ cho nó khỏe. Ô cái gì cái gì vậy? Cái gì ta vừa mới nghe được tiếng la của thằng Lenderman. Chắc là nó bị dính bẫy rồi. Bây giờ để vô coi nó sao rồi. Ủa Lenderman ơi, con đâu rồi? Sao lâu quá mà ta chưa thấy con ra ngoài nữa. Ủa Lenderman ơi, con đâu rồi? Ông thợ rèn ơi, cứu con với, con ở dưới này nè, con bị rớt xuống cái hố rồi. Ông ơi, con ở dưới cái hố này nè, xuống đây cứu con đi ông. Cái gì vậy? Ta đã gài bẫy lava và TNT rồi. Vậy mà thằng Lenderman nó còn nói chuyện và nó kêu cứu được. Vậy là cái bẫy này chưa gây cho nó bị thương tích gì rồi. Thôi được rồi. Lenderman, Lenderman, hả? Ủa sao con bị ở dưới cái bẫy đó vậy? Lộn, sao con bị rớt xuống đó vậy? Tội nghiệp á. Thôi được rồi, để ta cứu con. Con đợi ta một tí nha. Được rồi, ta sẽ cứu con. Ta sẽ cứu con nhanh thôi mà. Nhanh thôi. Rồi, con ở đó đi. Ta sẽ cứu con nhanh lắm. Đau quá. Ôi TNT nó nổ. Ôi đau quá đi. Ôi ông thợ rèn ác độc. Mình kêu ổng cứu mình mà ổng quăng TNT xuống cho nổ mình chứ. Trời ơi, vậy là ổng còn tức mình cái chuyện hôm trước chứ là ổng không có tha thứ cho mình đâu. Trời hèn gì. Kêu ổng cứu mà ổng quăng TNT xuống. Thôi được rồi. Được rồi, bây giờ các bạn thấy rõ ràng nha. Mình đã xin lỗi ổng rồi mà ổng nói là ổng tha thứ mà cuối cùng ổng lại cho mình các bạn, ổng đặt bẫy trong nhà mình mà mình không biết luôn. Được rồi, ông này hay lắm. Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ á mình sẽ lên mạng. Ok, trời mưa rồi, kệ đi. Trời mưa mà mấy ông nội đó còn đứng ăn được, hay thiệt. Bây giờ mình sẽ lên đây mình hỏi để coi có ai chỉ mình không, hỏi fan, hỏi bất cứ người nào biết về Minecraft chỉ cho mình làm một cái bẫy nào coi. Được rồi, hỏi đi, cố gắng coi. Để coi có ai chỉ cho mình không. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Trời ơi các bạn ơi, mừng quá đi. Một người đã chỉ cho mình một cái bẫy. Nhưng mà cái này không phải là fan mình, mà là một người nào đó mình cũng không biết luôn các bạn. Tự nhiên mình đăng lên là mình nói là mình bị ông thợ rèn cho như vậy. Cái tự nhiên bạn này chỉ cho mình cái một cái bẫy luôn các bạn. Chỉ cho mình làm một cái bẫy. Và cái bẫy này rất là đặc biệt. Nó liên quan tới ngày Tết luôn mới ghê chứ. Được rồi, hôm nay là đêm giao thừa, mình sẽ cho anh ông thợ rèn để trả thù. Hồi nãy ổng không cứu mình mà ổng còn quăng TNT xuống nhà mình, với lại ổng đặt bẫy trong nhà mình nữa. Ok, trước tiên thì bây giờ mà mình phải tìm nguyên liệu đúng không? Mình phải tìm nguyên liệu cái đã.
Ok, mình còn kim cương kìa. À đúng rồi, mình còn lại một số kim cương kia. Ok, mình sẽ tìm nguyên liệu. Rồi, để kim cương đó đi, hên quá. Bây giờ mình sẽ đi tìm nguyên liệu nha. Sau đó mình về, mình sẽ làm cái bẫy này để cho anh ông thợ rèn dám cho anh mình hả? Thì chứ mình đã xin lỗi rồi thì tất nhiên là ổng đã nói ổng tha thứ cho mình mà ổng còn cho anh mình nữa, vậy là chắc chắn là ổng quá ác luôn các bạn. Ổng quá ác luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ra đây mình đào cái đã. Ok, mình xuống đây mình đào đi. Hên là mình có cái la bàn thần thánh nè. Đó, la bàn này giúp cho mình có thể tìm được mọi thứ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đào xuống. Rồi, đi tìm nguyên liệu về làm thôi các bạn ơi. Nguyên liệu mình tìm đủ rồi, bây giờ qua nhà ông thợ rèn, nhưng mà không biết là ổng có ở nhà hay là không nữa. Sợ ổng có nhà mình không có làm được gì á. Ok, nguyên liệu bây giờ quá nhiều rồi. Bây giờ để coi coi ổng có nhà không có đã nha. Từ từ, mình mong là ổng đi đâu đi. Mà có khi nào ổng có kim cương rồi, ổng lấy ổng đi đâu không? Ok, ổng không có nhà thì phải. Ý, ổng không có nhà nè các bạn. Ổng có nhà rồi, được rồi, được rồi, được. Được rồi, để coi coi. Yes, ổng có nhà rồi. Ok, vô 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 vô. Vô lẹ, mình phải làm lẹ cái bẫy đó. Ê, ổng để cái rương ở nhà. Không biết là có kim cương của mình cho ổng không ta. Để mình coi coi. Tức, ý, có tiên ti nè các bạn thấy chưa? Tất cả mọi thứ đồ để làm bẫy nè. Rồi, xong ông rồi. Mình đã có bằng chứng rồi không? Thôi, nhưng mà mình lấy kim cương thôi. Bây giờ mình sẽ làm bẫy nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đào ra một cái ô 3x3 trước cái đã. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, đủ bom 3x3 rồi. Đầu tiên á, thì mình sẽ đào ở đây một ô nè. Rồi ở đây một ô nè. Đó, ở đây một ô nữa. Và ở đây một ô. Alright, bây giờ thì mình sẽ lập mấy cái này lại. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái dispenser. Dispenser là cái này nè. Đó, mình sẽ đặt lên cho nó hướng lên trời vậy nè, là cái miệng hình tròn các bạn. Cái dispenser là cái miệng hình tròn, còn cái gì quên rồi. Mình nói chung là mình quên cái kia rồi. Thì cái miệng nó hình tam giác. Đó, hai cái, có cái hình tròn với cái hình tam giác, các bạn lấy cái miệng hình tròn đó. Các bạn đặt như thế này. Tiếp theo là các bạn hãy đào xuống cho mình như này. Đó, một ô như vậy. Rồi một ô tiếp theo các bạn đặt redstone vào. Đấy, redstone vào đây nha. Ôi chết rồi, mình lớt rớt đây rồi. Ok, không sao, bây giờ mình phá này đi. Phá này đi cho mình nên là mình đặt lại. Ok, rồi mình đặt lại đây. Rồi, đó, sau đó các bạn lấy đất nè. Ok, mình lấy đá mới đúng chứ. Lấy đất là ổng nghi liền, lấy đá. Mình lắp ở đây, đó, lắp ra chỗ này. Tiếp theo á, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái bàn dặm các bạn. Mình đặt cái bàn dặm ở đâu đây? Mình phải đặt ở đâu mà dính bẫy thiệt kìa. Mình sẽ đặt ở đây đi. Ok, cái bàn dặm ở đây, đó, đi ra đi vô. Alright, được rồi. Rồi tiếp theo á là mình sẽ phải đào ở dưới đây. Mình đào ra một cái ô. Ui từ từ, mấy ông dân làng này ông thấy á, nguy hiểm quá. Mình đào ra 3x3. Ông phải 3x3 nữa mà rộng hơn nữa bạn. Rộng hơn một tí. Ok, đào ở như thế này nè. Đó, đào ở như thế này. Mình sẽ đào ra. Ok, thì cái này á không phải là mình nghĩ ra nha các bạn. Cái này là một người ở trên mạng chỉ cho mình. Đó, để mình trả thù ông thợ rèn, cho anh ổng lại, tại vì ổng phá nhà của mình đó, cho nên mình ghét, mình cho anh ổng thôi chứ thực chất mình đâu có làm, mình đâu có muốn cho anh đâu. Mình đã xin lỗi rồi mà ổng còn không tha cho mình nữa, thì ông này ông ác ghê. Rồi bây giờ á thì mình sẽ phải đặt ra một cái như thế này, mình sẽ đập cái này ra. Đó, đập cái này ra, mình sẽ đào xuống các bạn. Mình sẽ đào xuống cho nên là cái này, cái phần đoạn này nó hơi mất thời gian tí. Các bạn cứ bình tĩnh đợi mình, cứ làm theo mình đi. Rồi mình sẽ đào xuống ở đây một tí, rồi mình sẽ đào xuống thêm một chỗ này cái. Đó, đào như thế này. Các bạn cứ làm theo mình. Tí nữa là các bạn sẽ biết là nó sẽ như là cái bẫy gì thôi. Cái này mình phá đi nè. Cái này mình phá đi nè. Rồi mình sẽ đào xuống thêm một ô nữa. Không, mình để như vậy là được rồi. Như vậy là được rồi nè các bạn. Ok. Rồi bây giờ á thì ở trên đây là các bạn dặm ở trên đây đúng không? Bây giờ các bạn hãy đặt cho mình một cái redstone ở đây. Đó. Tiếp theo là các bạn hãy lấy cho mình một cái đuốc redstone, các bạn đặt bên hông này. Ok, đặt bên hông này. Sau đó rồi các bạn hãy lấy cho mình cái redstone repeater. Redstone repeater là cái này nè. Đó, là cái hai cái á. Các bạn hướng cho mình cái ở đây. Ok, mình bị kẹt luôn rồi. Vãi chưởng thiệt bị kẹt chứ. Ok, không sao, cái này không sao, bị kẹt thì mình ra được mà. Đó, thì cẩn thận là bị kẹt nha các bạn. Sau khi các bạn đặt như thế này rồi, bây giờ các bạn lấy tiếp tục cái redstone repeater, các bạn đặt ngang nha. Lưu ý là cái hướng này nè, các bạn đứng ngang nè. Đặt ra thì nó sẽ cho chúng ta cái này. Rồi chúng ta sẽ bấm 1 2 3 ba cái. Ok, và bây giờ cái đến cái này á thì các bạn hãy quay ngược lại như thế này cho mình. Đó, quay ngược lại, redstone repeater luôn, quay ngược lại đặt vào đây. Alright. Rồi bây giờ thì các bạn hãy lấy redstone các bạn nói vào đây. 1 2. Vậy là được rồi. Đào cái chỗ này ra, đào cái chỗ này ra. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái đất này vào. Lắp đó, lắp vào. Ok, rồi sau đó mình sẽ đặt một cái redstone thì cái này sẽ sáng lên. Tiếp theo là các bạn lại sử dụng cái redstone repeater tiếp nha. Rồi, đặt vào đây. Sau khi các bạn đặt vào rồi đó thì các bạn hãy lấy xẻng, các bạn đào vào mấy cái chỗ này, phá mấy chỗ này đi. Đó, phá chỗ này đi. Rồi lượm cái này vào. Ở đây các bạn ở dưới này á, các bạn đào cho mình hai ô. Đó, lưu ý đào hai ô nha. Tiếp tục là redstone repeater, các bạn đặt vào đây, các bạn bấm một cho mình. Rồi ok, các bây giờ các bạn khi mà các bạn đặt vào xong rồi đó, lấy cái này, lấy cái cục này nè. Đó, lắp lại. Ok.
lắp, khoan từ từ, lắp như thế nào ta? Lắp như thế này nè. Rồi, tiếp theo là các bạn hãy đặt cho mình redstone ở trên này. Redstone trên này nha mày, redstone trên này. Rồi, cái đuốc redstone hình như là không phải, chúng ta sẽ đặt bên này nè. Cái chỗ này nè, các bạn hãy cắm cho mình một cái đuốc redstone vào. Đó, bắt đầu nó sẽ chớp tắt, chớp tắt. Rồi, bây giờ chớp tắt là được các bạn, còn nếu mà không chớp tắt được là không được. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nối redstone vào đây. Nó qua hướng này. Đây các bạn thấy không? Nó đang hướng cái này và nó chớp 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 liên tục. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần việc là đào và tìm cái chỗ nào đó mà cái đuốc redstone hồi nãy đầu tiên á, hồi nãy mình cắm á, để coi coi chỗ nào, để mình tìm coi coi chỗ nào có đã. Ok, bây giờ thì mình sẽ phải cố gắng là tìm lại cái cây đuốc redstone hồi nãy mình cắm ở trong nhà các bạn. À đây rồi, nói đây rồi, nói đây rồi. Ok, và bây giờ thì các bạn chỉ cần việc là nối redstone vào đây, nối vào đây. Nối vào đây. Rồi, nói xong mà cho nó hướng tới cái này nè. Và cái này nó cũng chớp tắt liên tục nha các bạn. Rồi, vậy là thành đã thành công rồi các bạn. Ok, và còn một cái phần này rất quan trọng nè, là các bạn phải lấy cái cục đất. Các bạn thấy ngay cái chỗ này không? Các bạn hãy lắp chỗ này lại. Đó, chỗ này sẽ ngưng lại, nó sẽ tắt đi, nó không có chớp nữa, chỉ có cái khúc này thôi. Rồi, như vậy là thành công rồi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần lắp hết chỗ này lại, giữ lại y như nguyện, y như là như cũ vậy đó, là các bạn lắp lại y như cũ luôn. Và đây chính là cái phần quan trọng nhất nè. Chúng ta phải cần có pháo hoa nha các bạn. Và ở đây mình đã có pháo hoa màu hồng nam tính. Ok, mình sẽ cho các bạn coi nè. Mình đang cầm trên tay cái pháo hoa nè, để mình ăn miếng thịt vô cái đã. Ok, rồi bây giờ thì các bạn nhìn nè nha. Pew, bum, thấy chưa, ra màu hồng của mình không? Nè, bởi mình thêm mấy cái cho các bạn nhìn nè. Đó, pew 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 pew. Ok, các bạn thấy đã không? Đó, bum 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 bum, nó sẽ nổ, bum 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 bum, đó ra màu hồng nam tính. Rồi cái này thì để làm cái gì? Đây chính là cái thứ để giúp chúng ta có thể gây sát thương được, và đây cũng chính là cái bẫy quan trọng nhất. À, bây giờ thì mình sẽ đào cái chỗ này ra. Lưu ý nha, các bạn đừng có dặm vào cái bàn dặm này nha, dặm vào là có chuyện đấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ bỏ vào đây hết, bỏ vào đây hết. Rồi ok, mỗi cái mình bỏ một ít đi, chứ bỏ hết thì không đủ. Rồi mỗi thứ mình bỏ một ít. Cái này nhiều quá. Rồi lấy ra vậy được rồi. Rồi, và cái pháo hoa này rất nguy hiểm, nó sẽ gây sát thương nha các bạn. Cho nên là bây giờ thì đi ra từ từ thôi, né cái này ra, né cái này ra. Ok, yes, ra được rồi. Rồi bây giờ thì chỉ cần việc là mình lắp lại thôi. Xong, như vậy là đã xong rồi đó. Rồi, bây giờ thì núp vào. Ôi khoan, khoan, cái bàn chế tạo của mình hồi nãy mình chế tạo cây pháo hoa, bây giờ mình phải lấy đi chứ để ông nghi ngờ. Rồi, bây giờ đợi ổng về và bum bum bum. Ok, núp ở đây coi coi như thế nào. Ơi khoan từ từ, để mình nhìn coi có chỗ nào núp được lý tưởng à. Có chỗ nào đây này, núp ở nhà mình là lý tưởng nhất đó, núp ở nhà mình là lý tưởng luôn. Ok, tìm chỗ núp đi đó đã. Đúng là có tiền đi chơi nó thoải mái gì đâu á. Bây giờ á là ông thợ rèn này không có cần quan trọng là có tiền hay không có tiền, bây giờ ông có kim cương nè. Đó, chỉ cần có kim cương thôi là ông giàu rồi. Quăng bây giờ là giờ trở thành đại gia rồi, bây giờ là phải sao ta? Đúng rồi, vừa đi ngoài đường vừa quăng kim cương vừa mới giàu nè. Đó, trời ơi đại gia là phải vậy đó. Kim cương quăng nè, ai bò mày lấy kim cương cho mày nè. Đó, cho mày nó mày ăn đi. Cho bò ăn kim cương nó ghê chứ, nó đẻ ra kim cương chứ được cái gì đâu. Trời giờ giàu quá giờ sao đây. Từ bây giờ ông thợ rèn này đã giàu rồi, còn thằng Lander Man nó chỉ là một cái thằng nghèo khổ thôi. Thôi bây giờ đi chơi mệt quá, giờ về nhà thôi, quăng kim cương ra tiếp. Đó, đã chưa? Mà thôi bây giờ về nhà nghỉ ngơi. Rồi tối đi ra coi bắn pháo bông đêm giao thừa. Thôi bây giờ đi vô nhà thôi. Vô nhà thôi. Yes, cuối cùng là mình đã trả thù được ông thợ rèn rồi các bạn. Mình đã cho anh ổng banh sáng luôn các bạn. Pháo hoa nó nổ bùm bùm bùm. Mà được cái là pháo hoa màu hồng nam tính mới ghê chứ. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và chúc các bạn một đêm giao thừa bên cạnh gia đình thật là vui vẻ. Ở TG thì đêm nay là 30 đúng không? Đêm nay là giao thừa, mà không biết chỗ các bạn có được bóng pháo bông không? Hình như chỗ mình không có bắn pháo bông thì phải. Bạn chỗ bạn nào có bắn pháo bông á thì hãy nhớ là comment ở dưới cho mình biết nha. Rồi và bye bye.